Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sắc Màu Cuộc Sống của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Và ngày hôm nay thì quý vị có biết là Ngọc Linh sẽ mang đến cho quý vị và các bạn điều thú vị và bất ngờ gì không ạ? Vâng, từ lâu thì nhiều người đã nhắc đến trà như là một thứ đồ uống độc đáo và đặc sắc. Và ngày hôm nay thì trà không chỉ là một thứ đồ uống nữa mà nó đã được nâng lên thành tinh hoa ẩm thực. Và khi nhắc đến trà thì không thể nào không nhắc đến trà Thái Nguyên, sản phẩm được xưng danh là đệ nhất danh trà của xứ Thái. Ngày hôm nay thì trà Thái Nguyên không còn đơn giản là một thứ thức uống mà đã được nâng lên thành nghệ thuật đặc sắc, mang đậm phong vị của xứ Thái. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Linh muốn mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với nét văn hóa độc đáo đặc sắc này, đặc biệt là thông qua những câu chuyện của những người đã dành chọn niềm đam mê và tâm huyết của mình để gìn giữ và trân trọng thứ đồ uống tinh hoa này, và để nghe xem những câu chuyện chia sẻ, những câu chuyện khởi nghiệp của những người dành đam mê cho trà như thế nào quý vị nhé. Một không gian nhỏ giữa lòng thành phố Thái Nguyên. Nhưng không gian này thực sự ấn tượng bởi nó là của một người đam mê trà Thái Nguyên, đã đang dành hết tâm trí, thời gian để nuôi dưỡng niềm đam mê đó. Chị là giám đốc của hợp tác xã Hương Vân Trà. Không gian văn hóa trà được xây dựng không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của hợp tác xã, mà đây thực sự đã trở thành một địa chỉ, một điểm hẹn văn hóa dành cho những ai quan tâm và yêu mến trà Thái Nguyên. Đến đây du khách sẽ được đắm chìm trong một không gian của trà Thái Nguyên với những sản phẩm tinh túy và loại bậc nhất được làm nên từ nguyên liệu trà Tân Cương, nơi được coi là cái rốn của vùng chè Thái Nguyên. Các loại trà đinh, trà tôm nõm, trà xanh đặc sản được giới thiệu bởi chính những người làm chè. Có lẽ vì vậy mà sức hấp dẫn bên câu chuyện về trà sẽ càng trở nên gần gũi, thân thiết. Trong hương chè thoang thoảng, trong không gian ấm cúng được mang đến cho du khách, chắc chắn những câu chuyện về trà và người làm chè Thái Nguyên sẽ còn được nhắc nhớ mãi. Vâng, sau khi đi tham quan không gian của trung tâm trưng bày các sản phẩm về trà và không gian văn hóa trà giữa lòng thành phố Thái Nguyên, thì lúc này Ngọc Linh đang được ngồi với chị Hương Vân là chủ của không gian văn hóa này. Vâng, thưa chị, với cái sự cầu kỳ và đa dạng của tất cả những sản phẩm và tinh tế trong từng những cái dụng cụ pha trà, uống trà tại không gian văn hóa, tại trung tâm trưng bày các sản phẩm này, thì chị có thể cho các khán giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng như Ngọc Linh được biết là lý do vì sao khiến chị dành hết niềm đam mê và tâm huyết để mở ra một không gian văn hóa tuyệt vời như thế này. Để nói về những cái tâm quyết mình hướng tới những cái văn hóa trà ấy, và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nó trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, không biết qua bao nhiêu chặng đường để có một ngày hôm nay. Đầu tiên chỉ là kinh doanh nhỏ thôi. Sau đó kinh doanh bình thường, chính vì sự phản hồi khiến khách hàng góp ý đấy, khiển trách nữa, thì mình góp nhặt dần và tìm hiểu sâu hơn về những dòng trà. Bởi vì là khi mọi người phản hồi đến, cũng có phản hồi tốt này, cũng có phản hồi không tốt này. Chính vì những sự phản hồi của khách hàng, khiển trách có, khen ngợi có và đóng góp ý kiến có, từ đấy mà trong lòng chị lúc nào cũng thôi thúc mình tìm hiểu sâu hơn về những dòng trà. Càng tìm hiểu mình càng cảm thấy là nó đam mê. Đam mê vì sao? Giả sử em được dùng cái sản phẩm trà Bát Tiên chẳng hạn, nó sẽ có một mùi vị thơm ngon và đặc trưng riêng. Nhưng sang những dòng trà như trà Lai, chè Lai đấy, và Kim Tiên, Long Vân, thì từng mỗi sản phẩm, mỗi một dòng trà nó có mùi thơm riêng, cốm ngậy riêng và vị đậm ngọt cũng riêng. Đấy, qua những cái tìm hiểu đó thì chị nghĩ và chị mong muốn rằng mình sẽ đưa ra được những cái dòng sản phẩm không những là tốt mà sẽ hướng tới đến một cái văn hóa ẩm thực về trà. Vâng, có thể nói đây là địa chỉ văn hóa của
bất kỳ ai khi đến với Thái Nguyên. Và nếu như Ngọc Linh là một du khách khi lần đầu tiên đến với Thái Nguyên thì chị Vân sẽ giới thiệu với Ngọc Linh những điều đặc trưng như thế nào tại không gian văn hóa của mình? Đặc trưng riêng nhất về sản phẩm thì chị luôn luôn hướng tới những sản phẩm sạch là đầu tiên, để đảm bảo sức khỏe cuộc sống của chính những người thân yêu, bạn bè cũng như khách hàng của mình. Đấy là tiêu chí đầu tiên. Và đến đây thì cái gì đó nó lạ một chút, nó ấm áp một chút, và gói kém trong đó là cái tình cảm của mình là đầu tiên, để mọi người cảm nhận được rằng khi thưởng thức một cái chén trà đó, nó khác với những thưởng thức chén trà ở nơi khác. Rõ ràng là việc lựa chọn đầu tư kinh doanh với sản phẩm trà truyền thống tại Thái Nguyên thì vẫn còn là một cái hướng đi mới mẻ tại Thái Nguyên. Vậy thì điều chị mong muốn và đặt niềm tin vào mô hình này là gì? Nói thật với em là nếu mà để mà không có tình yêu, không có đam mê thì không bao giờ làm được điều này. Với lượng khách hàng đã quen thuộc mười mấy năm rồi thì tất cả khách hàng của chị như người thân yêu trong gia đình. Và khi chị mở ra một cái không gian văn hóa này là cả một nhiệt huyết. Nếu bình thường ra để mà bỗng dưng đầu tư ra một cái không gian để thưởng trà như thế này thì không bao giờ thành công. Nó không có nền tảng, không bao giờ thành công. Bởi vì khi mọi người bước đến đây là bước vào những gia đình, bước vào một cái không gian văn hóa thưởng trà với tình cảm đầy ắp, với cái những chén trà nó mang đậm nét của trà Thái Nguyên, với cái tấm lòng của người Việt mình. Đấy, chị cũng mong muốn rằng là cái điều đó nó sẽ được lan tỏa. Chị có suy nghĩ đến việc là sẽ mở rộng mô hình như thế này để chúng ta có một chuỗi các quán trà đón tiếp các du khách khi đến với Thái Nguyên được thưởng thức những chén trà thơm ngon và những sản phẩm tuyệt vời nhất của Thái Nguyên? Nếu mà nói về dự định của năm 2021 thì với cái ước mơ và cái mong muốn của chính bản thân, riêng bản thân chị nhé, thì cái văn hóa, không gian văn hóa trà sẽ được mở rộng và nâng tầm để làm sao xứng danh với những cái gì đó mình là một trung tâm văn hóa trà. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Hương Vân và xin được chúc cho những dự định của chị với trà và niềm đam mê của chị dành cho trà sẽ thành công hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi trong khoảng thời gian dành cho chương trình Sắc Màu Cuộc Sống. Và phần cuối của chương trình thì chúng tôi mời quý vị chúng ta hãy cùng tham quan không gian thưởng trà tại Trung tâm Văn hóa Trà của chị Hương Vân quý vị nhé. Ở thành phố Thái Nguyên hiện nay, dường như đã là một xu hướng khi những quán trà giữa lòng thành phố mọc lên càng ngày càng nhiều. Kinh doanh bằng sản phẩm văn hóa truyền thống, khái niệm đó đã không còn là mới mẻ. Song từ sản phẩm trà thì từ trước đến nay có lẽ rất ít người nghĩ đến. Bởi lẽ trà là một thứ thức uống quen thuộc, có mặt ở hầu khắp các gia đình, các không gian từ bình dân đến trang trọng. Và nếu lựa chọn sản phẩm này để kinh doanh văn hóa thì chắc chắn cũng sẽ là nâng tầm trà lên thành một nghệ thuật. Đó là nghệ thuật từ việc thu hái, chế biến đến pha chế làm sao để có được một chén trà ngon, quy tụ trong đó là tinh hoa của đất trời, con người. Và những người làm trà Thái Nguyên, những người đam mê với thứ thức uống này đã đang cố gắng, nỗ lực để làm nên điều kỳ diệu đó.